sao trong thế hoàng hôn sầm lối về, bao giờ tàn cõi mộng đời sẽ đẹp nên thơ. Ái liêu xiêu rơi chiều pha tóc trắng, trân trọng kính chào quý khán thính giả, quý vị đang đến với chương trình Pháp Nhạc Âm. Thưa quý vị, nhạc phẩm đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là nhạc phẩm Vô Thượng Bồ Đề. Vô Thượng Bồ Đề, đạo lý bên trong được xây dựng bởi hai thánh điển nổi tiếng trong Phật giáo. Một thánh điển kể về câu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kiếp ấy, Ngài là một chúng sanh lầm lỗi ở trong địa ngục A Tỳ. Ở trong địa ngục A Tỳ lúc ấy Ngài có tên là Quản Chức. Lúc bây giờ có một lần, Quản Chức cùng với người bạn đang kéo cày trả nợ. Nhưng trong lúc vừa kéo cày là chịu sự đầy đọa của quỷ sứ. Và thưa quý vị, lúc ấy người bạn kéo cày chung với quý Quản Chức bị bệnh và hơi vất vả một chút. Cho nên lúc bây giờ Quản Chức khởi lòng bi mẫn, cầu xin yêu quái tha thứ và nhẹ tay cho một chút. Nhưng lời cầu xin đã được đáp trả lại bằng sự hành hình thật là tàn khốc của quỷ sứ. Quỷ sứ lúc bây giờ đã nổi giận, cầm chĩa ba chân đâm thẳng vào ở trong cổ họng của người bạn Ngài. Và lúc bây giờ Quản Chức thấy cái cảnh đau khổ của chúng sanh ở trong địa ngục thật là thảm khốc. Mà địa ngục này chính là địa ngục vô gián, tức là nỗi đau khổ không gián đoạn. Và lúc bây giờ Ngài đã biết được nhân duyên đau khổ sinh vào ở trong địa ngục A Tỳ này chính là do Ngài đã gây nhân bất hiếu với cha mẹ. Rồi từ đó, thưa quý vị, sự sám hối của Ngài đã dâng lên tột độ ở trong cõi lòng. Sám hối không có nghĩa rằng hối hận rồi dừng ngang đó, mà Ngài phát nguyện sẽ thành Phật ở trong một cái cõi đời ngũ trược ác thế. Ở nơi đó có rất nhiều những chúng sanh lầm than bởi những cái tội lỗi, chẳng hạn như là giết cha, giết mẹ, làm cho thân Phật chảy máu, phá hoại hội hợp tinh và sát hại những bậc thánh A-la-hán. Với những cái tội lỗi đó thì chúng sanh ấy phải đọa trong địa ngục chịu vô số khổ báo. Cho nên Ngài muốn chặn đứng cái nguyên nhân dẫn tới địa ngục bằng cách thị hiện ra đời thành Phật ở trong cõi đời ngũ trược ác thế. Và ước mong của Ngài phát nguyện như vậy. Và thưa quý vị, trong quá trình đó, bắt đầu Ngài phát nguyện tu tập. Sự tu tập của Ngài không có đơn giản như chúng ta là tu một ngày một bữa rồi gặp nghịch cảnh chướng duyên thì chúng ta dừng lại. Mà sự tinh tấn tu tập của Ngài đó chính là như là một chàng dũng sĩ thắng yên cương tuấn mã mà vượt đường xa ngàn phương. Đường xa ngàn phương ấy chính là một cái hành trình từ khi chúng ta bắt đầu phát nguyện trở thành một đấng giác ngộ cho đến ngày chúng ta thành tựu đạo quả mới thôi. Vậy thì muốn thành tựu điều này, lúc bây giờ Ngài đã mặc vào ở trong thân tâm của Ngài một chiếc áo giáp mà chúng tôi gọi đó chiếc là áo giáp tinh tấn. Và thưa quý vị, nếu như không có sự nhẫn chịu để thành tựu đạo quả thì chắc chắn đạo quả kia cũng không thể thành tựu được. Cho nên sức mạnh của Sa Môn ấy chính là sức mạnh nhẫn nhục, sức mạnh tinh tấn. Thành ra bao nhiêu kiếp Ngài đã khoác vào thân chiếc áo nhẫn nhục, cũng như là Ngài mặc cái áo giáp nhẫn nhục, cái chiến bào tinh tấn. Và lúc bây giờ Ngài lên một cái con yên cương tuấn mã để Ngài vượt một cái đường xa ngàn phương mà gần như là không có một cái ngày dừng lại. Và thưa quý vị, ấy chính là câu chuyện tiền thân thánh điển được ghi lại trong câu chuyện số 1 mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình Pháp Nhạc Âm. Thưa quý vị, Pháp Nhạc Âm ở trong nhạc phẩm Vô Thượng Bồ Đề này còn được nhắc đến một câu chuyện tiền thân thứ hai ở trong 500 câu chuyện tiền thân của Phật. Ấy chính là ở trong kiếp quá khứ Trang Nghiêm, lúc bây giờ có một chàng thái tử con vua
Vì muốn học đạo giác ngộ cho nên đã xin phép vua cha bỏ ngai vua và xuất gia học đạo lấy hiệu là Thiện Huệ. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ Thái tử Thiện Huệ tự tìm kiếm thức ăn, lao động khó nhọc, nuôi thân và tìm sư học đạo khắp nơi. Đó rồi, sau một thời gian, Thái tử đã tích lũy được 500 đồng tiền vàng. Và hôm ấy, nghe Đức Phật Nhiên Đăng đã thành tựu đạo giác ngộ, cho nên Thái tử lúc bây giờ tìm đến để cúng dường ra mắt Phật Nhiên Đăng. Nhưng bây giờ đây, lấy gì mà ra mắt Phật Nhiên Đăng? Thành ra, Ngài mới khởi ý nghĩ là hãy mua một ít hoa đem dần cúng cho Phật. Nhưng thưa quý vị, lúc bây giờ, hoa tìm không ra, vì xung quanh đó bao nhiêu người có hoa họ đều đem dâng cúng cho Phật, và những đóa hoa còn lại thì người khác đã mua sạch trơn. Do vậy cho nên Ngài lân la và nài nỉ một cô gái, một nàng công nương tên là Sumita. Nhờ cô gái này nhường lại cho hoa để được cúng dường lên Đức Phật Nhiên Đăng cho tròn tâm nguyện. Và thưa quý vị, lúc bây giờ cô gái kia thấy Thái tử ăn nói nhã nhặn, khởi tâm luyến ái và muốn kết làm vợ chồng. Thành ra cô đã ra điều kiện muốn nhường hoa cúng Phật thì phải chấp nhận có cái lời hứa hôn và kết tóc xe duyên với cô. Nhưng rồi thưa quý vị, Thái tử Thiện Huệ nói rằng tôi đang trên đường cầu đạo giác ngộ giải thoát thì làm sao có thể dừng lại ở trong kiếp ái tình. Nhưng thưa quý vị, công nương Sumita không phải là một hạng nữ nhân thường tình, mà cô là một người yêu mến hạnh giải thoát, cho nên cô sẵn sàng phát nguyện là tôi sẽ trở thành trợ duyên đời đời kiếp kiếp cho Ngài, và hy vọng kiếp cuối cùng Ngài sẽ thành đạo, tôi nguyện không có ngang đường của Ngài, và hy vọng Ngài hãy tinh tấn tu tập thành đạo để mà trở lại đây, để mà dẫn dắt cho chúng tôi ra khỏi sanh tử trầm luân. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ thấy cái lòng chân thành của cô gái, Thái tử Thiện Huệ đã chấp nhận. Và lúc bây giờ họ đã đem, nhưng cô gái chỉ bán 5 đóa hoa cho thưa quý vị. Lúc bây giờ Ngài đem 5 đóa hoa đến dâng cúng cho Phật. Nhưng thưa quý vị, trong bối cảnh mà dân chúng rất đông, họ bao vây và không cách nào chen vào Đức Phật được. Thành ra lúc bây giờ Thái tử Thiện Huệ mới đến lại gần, nhưng cũng không thể gần được, cho nên Ngài mới cầm đóa hoa và tung lên trên hư không. Thì một điều kỳ diệu nào xảy ra? Lúc bây giờ ở trên hư không kia lại hóa thành 2 cái vầng mây ngũ sắc, 2 cái đài sen bảy báu, một đài lớn, một đài nhỏ, và chiếu ra ánh sáng ngũ sắc làm cho tất cả đại chúng đương thời họ rất là sửng sốt, họ rất là xem như là một cái điều hy hữu chưa từng có. Và lúc bây giờ họ mới đem điều đó trình lên Đức Phật Nhiên Đăng. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Phật Nhiên Đăng mới nói rằng đây chính là lòng thành của Thái tử Thiện Huệ và cô gái Sumita. Thành ra thưa quý vị, để rồi vài ngày sau đó thì Đức Phật trên đường đi khất thực mà phải bước qua một cái chỗ đất dơ bẩn, cho nên Thái tử Thiện Huệ đã cởi áo ra trải lên ở trên đất dơ đỡ cho Ngài đi qua. Nhưng khổ thay là chiếc áo kia cũng không đủ mà làm sạch con đường, thành ra Ngài đành phải nằm xuống để cho Đức Phật Nhiên Đăng đi qua. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Phật Nhiên Đăng nhìn thấy ở trong tâm của Thái tử Thiện Huệ đầy đủ 10 hạnh của một bậc sa môn. Do vậy mà Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Thái tử Thiện Huệ như thị ta cũng như vậy, ngươi cũng như vậy, tương lai ngươi sẽ thành Phật lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đây chính là 2 mẫu chuyện tiền thân mà trong Phật giáo xem đây là 2 thánh điển nổi tiếng ở trong Phật giáo kể về cuộc đời quá khứ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì thưa quý vị, chương trình Pháp Nhạc Âm không phải chỉ dừng lại ở những nhạc phẩm, mà ở trong đó chúng ta còn được miêu tả bằng một tác phẩm điêu khắc gỗ, một bức tranh điêu khắc gỗ do nghệ nhân Phương Nguyễn đã hình thành rất là công phu. Thưa quý vị, chúng tôi rất là yêu thích một cái tác phẩm thô sơ bằng những công cụ thô sơ. Xin các vị hãy nhìn sang bên để các vị thấy. Đây là một bức tranh mô tả về cảnh mà
Đây là một cảnh mà chúng ta xin hai cái bức tranh ghép lại, đó là một cảnh mà Thái tử Thiện Huệ đã nằm xuống để cho Đức Phật Nhân đang đi qua, và trên tay của ngài thì dâng hoa thanh tịnh cúng dường mười phương, cúng dường cho Đức Phật Nhân Đăng, và bên trái của ngài thì cũng có một cô gái tên là Sumita trên tay cầm hai đóa sen. Thì thưa quý vị, đây chính là những cái hình ảnh rất đẹp mà chúng tôi cố gắng mô tả lại ở trong tác phẩm Điêu Khắc Cổ này. Thì thưa quý vị, tác phẩm Điêu Khắc Cổ này á, nếu như chúng ta chấm điểm với một cái loại nghệ thuật sắc sảo ở trên máy móc thì tin chắc rằng chúng ta không thấy cái giá trị đẹp của nó. Nhưng ở đây chúng ta nếu như nhìn ở trên phương diện thô sơ, chỉ bằng những công cụ thô sơ làm bằng tay và tỉ mỉ cẩn thận như vậy, nghệ nhân Điêu Khắc Gia Phương Nguyễn đã mất một tháng trời để mà hình thành tác phẩm này, thì chúng ta thấy rất là tỉ mỉ từng cái chi tiết nhỏ nhỏ như là cành cây, như là cái quan cảnh là không gian được thể hiện ở trong bức tranh này. Bức tranh này đặc biệt thưa quý vị là không có màu sắc, không có màu sắc. Chúng tôi chỉ dùng một cái loại gỗ tên là gỗ marble. Đây là một cái loại gỗ ở tại Mỹ, nó không có bị nứt và nó rất là cứng, có thể là chạm trổ tạo ra những cái nét rất là sắc sảo. Và chỉ thuần là gỗ thôi, sau đó chúng ta đánh lên đó một ít dầu bóng và như vậy nó sẽ thành cái bức tranh. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái loại hình nghệ thuật mà người Mỹ họ rất là thích, nhất nhất là những người thanh niên, những người yêu thích nghệ thuật thô sơ, nghệ thuật cổ điển của Mỹ, thì họ rất là quý trọng những cái tác phẩm mà họ xem đây như là một cái tác phẩm có hồn, bằng một tâm hồn đàng hoàng và thổi vào một cái vật liệu đó là gỗ để cho nó nối lên lời. Có thể chúng ta xem đây là gì? Đây là một loại nghệ thuật mà biến một cái khúc gỗ nối lên tiếng nói của nó. Mà ở đây tiếng nói của nó chính là gì? Là hai thánh điển mà chúng tôi vừa giới thiệu với đại chúng hôm nay. Đó chính là hai thánh điển nổi tiếng trong Phật giáo được tổng hợp lại ở trong nhạc phẩm Vô Thượng Bồ Đề. Thưa là quý vị, ngoài ra Vô Thượng Bồ Đề còn nối lên rất nhiều những đạo lý tu tập mà có lẽ rằng chúng ta phải tìm hiểu nhiều buổi thì chúng ta mới thấu triệt được. Chẳng hạn như thưa quý vị, chúng ta biết rằng từ một niệm móng tâm, trái thân tóc làm đường, sen hồng dân bảy đóa mà thành Vô Thượng Bồ Đề. Thì thưa quý vị, một câu như vậy thôi, chúng tôi cố gắng mô tả, cố gắng là gọi là đơn giản và gần như là chúng tôi đem một cái viên ngọc ở trong thánh điển ghi lại bằng những cái câu, những từ rất ngắn như vậy để cho các vị dễ nhớ và có thể là chúng ta theo đó đừng ngầm hiểu sâu xa những cái ý nghĩa bên trong nhạc phẩm này. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà có một số khán thính giả nghe Vô Thượng Bồ Đề, nghe Pháp Nhạc Âm, các vị có tâm yêu thích nhưng các vị cảm giác hình như mình mơ mơ hồ hồ, sau đó càng nghe mình càng thích thú nhưng mà chúng ta lại không lãnh hội được những cái ý nghĩa sâu xa. Bởi vì sao? Bởi vì cả những cái câu chuyện to lớn như vậy, cả những cái ý nghĩa sâu xa như vậy, chúng tôi gom lại chỉ có 20 câu thôi. Và 20 câu này làm sao nó có thể lột tả được thánh hạnh và những cái tâm tư vĩ đại của Đức Phật từ khi sơ phát tâm là một vị hữu tình đau khổ ở trong địa ngục, đó chính là quan chức, cho đến khi ngài thành đạo, tới đến ngày ra đời ở kiếp người này trở thành một thái tử đầy đủ cái phước báo, và ngoài ra còn hơn thế nữa, ngài trở thành một cái vị Bồ Tát hộ minh trên cung trời Đấu Xuất, làm cái biểu tượng đạo đức cho cả trời và người, thì những tác phẩm sau đó chúng ta sẽ thấy diễn tiến của ngài như thế nào. Xin thưa quý vị, dòng Pháp Nhạc Âm hôm nay chúng ta đang tìm hiểu, đó là đang tìm hiểu về hành trạng của Đức Phật trải qua 30 nhạc phẩm mà chúng tôi sắp tới sẽ giới thiệu cùng với tất cả quý khán thính giả. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy thêm một điểm nữa, đó là gì? Đó là mê trần thì tâm đau khổ mà ngộ chân tánh an vui. Đây là một phép đối mà chúng tôi cố gắng lột tả trong giáo nghĩa tu hành sâu xa cho đại chúng khi chúng ta nghe nhạc phẩm Vô Thượng Bồ Đề. Rõ ràng ở trong
trong cái cõi đời ngũ trược ác thế, trong cái cảnh trầm luân điên đảo này mà tâm chúng ta sinh lòng mơ đắm, đây gọi là mê trần, mê trần lao, mê trần cấu, mê trần gian, mê gì? Mê trần, cho nên tâm đau khổ. Còn nếu như mà chúng ta giác ngộ được chân tánh thì lúc bây giờ chúng ta đạt được sự an vui đời đời kiếp kiếp. Thành ra không phải ngẫu nhiên mà quan chức đã phát nguyện ở trong địa ngục A Tỳ. Đỡ rồi một chàng thái tử Thiện Huệ lại tiếp tục kế thừa tâm nguyện ấy. Cho nên sự tu tập không phải là một ngày một bữa, mà bắt đầu từ một niệm móng tâm thôi, từ một niệm móng tâm thôi, trải thân tất làm đường, rồi đem tất cả cõi lòng mình tinh sạch như đóa hoa kia mà dâng cúng lên chư Phật. Cho nên đỡ rồi được Phật thọ ký và tương lai sẽ thành Phật lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Và thưa quý vị, chúng ta thấy rằng ở giữa cuộc đời điên đảo, đảo điên giống y như là một cái thế trận mà chúng ta cần phải song sáo ở trong cuộc đời. Thì làm sao chúng ta có thể giải thoát khỏi sự cảm bẫy trong gai? Hay nói cách khác, chúng ta biết rằng từ khi sơ phát tâm cho đến ngày thành đạo, chúng ta phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp, một lộ trình lâu xa, một lộ trình lâu dài bất tận như vậy. Làm sao chúng ta có thể đến đích được nếu như chúng ta không có trí tuệ? Cho nên giữa thế trận điên đảo ở trong cuộc sống này, chỉ có thanh gươm trí tuệ, ai nắm vững, nắm chắc trên tay thanh gươm trí tuệ thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể điều phục tất cả mọi mơ hoặc điên đảo. Và rõ ràng ở đây nhạc phẩm Vô Thượng Bồ Đề kết luận lại bằng hai câu, đó là gì? Là người trí, người biết tự thắng mình là đệ nhất chiến công. Đúng như vậy thưa quý vị. Cho dầu chiến thắng hàng vạn quân ngồi chiến trận không bằng tự chiến thắng mình. Tự chiến thắng mình chính là chiến công oanh liệt nhất trong cuộc đời. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe. Giờ đây xin phép quý vị cho chúng tôi được trân trọng giới thiệu nhạc phẩm Vô Thượng Bồ Đề. Thiên bảo tinh tấn, mặc áo giáp nhẫn nhục, lên yên cường tuấn ma, vượt đường xa ngàn phương, từ một niệm móng tâm, trái thân tóc làm đường, sen hồng dần bay đoa, thành Vô Thượng Bồ Đề. Tâm đau khổ ngộ chân tánh an vui, Phật nhiên đang thọ ký hiệu Thích Ca Mâu Ni. Thấy địa ngục vô gian lửa đốt tội sát nhân, tiếng kinh hoàng gào khóc vang lên mấy dặm không. Thấy trần điên đảo, Huệ là gương điều phục, người biết tự thắng mình là đệ nhất chiến công. Trên tánh an vui, Phật nhiên đang thọ ký hiệu Thích Ca Mâu Ni. Thấy địa ngục vô gian lửa đốt tội sát nhân, tiếng kinh hoàng gào khóc vang lên mấy dặm không. Giữa thế trận điên đảo, Huệ là gương điều phục, người biết tự thắng mình là đệ nhất chiến công, người biết tự thắng mình.
mình là đệ nhất chiến công. Người biết tự khẳng mình là đệ nhất chiến công. Sẽ đẹp nên thơ ái liêu xiêu rơi chiều pha tóc trắng.